Rỉa lông này. Khoa ở phòng tài chính á? Thế là phòng tài chính hai người à? Anh Dương là lên đi. Em không nó về đây bắt về nhà. Em không đưa về nhà đấy. Và bảy thằng này phải dính ít nhất 4 thằng. Có phải nguyên tổ này đâu, các cả thị trấn ấy. Một ngày hôm qua 40 mấy ca F0 thì có phải mấy trăm F1. Ê Hồ ơi. Tiến lên đứng vừa gọi điện cho anh ngắm em con này cái nào. Em bắt con này được không? Hàng quyết vào đánh nhau. Hai con yếm này là yếm của con rồi em rõ nhỉ. Yếm của nó rõ. Đẹp. Mà cũng đẹp phết, đổ lân lên trước đẹp, hơi đá. Không, con này chưa, nó chưa phải là lân hả? Ừ, nó hơi đá thôi. Chỉ đá lân thôi.